Xin chào, hôm nay tôi xin giới thiệu một chút về phần mềm kế toán ở trên Excel cũng như là sử dụng phần mềm này nhé. Thì phần mềm kế toán trên Excel bao gồm có sổ nhật ký chung. Thì kết cấu của sổ nhật ký chung bao gồm có cột thứ nhất là ngày tháng ghi sổ này, thứ hai là cột chứng từ thì gồm có số hiệu chứng từ và ngày chứng từ, cột thứ ba là cột nhân viên, được chưa nào? Cột thứ tư là cột diễn giải, cột thứ năm là cột chi tiết nợ. Thì chi tiết nợ này là chi tiết cho tài khoản nợ các bạn nhé. Cột thứ sáu là cột chi tiết tài khoản có, tức là chi tiết cho tài khoản có ở cột số 8 này, và tài khoản nợ là tài khoản tổng hợp lên số cái đây, được chưa? Và tài khoản có, và đây là cột số tiền, được chưa nào? Thì tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được hạch toán ở trên sổ nhật ký chung này các bạn nhé. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ đều được hạch toán ở trên sổ nhật ký chung này, được chưa nào? Và ở đây có công thức để báo lệnh, tức là trong kỳ chúng ta hạch toán thì chúng ta lưu ý là sẽ phát sinh một số mã công nợ mới, đúng không nào? Và phát sinh một số cái tiểu khoản mới thì chúng ta phải thêm ở bảng cân đối phát sinh chi tiết này các bạn nhé. Chúng ta phải thêm ở bảng cân đối phát sinh chi tiết này. Ok, thì đấy là về sổ nhật ký chung, được chưa nào? Cái thứ hai là trên bảng cân đối phát sinh thì đây là bảng cân đối phát sinh tài khoản tổng hợp và chúng ta dùng để in sổ cái tài khoản cũng như là chúng ta lấy số dư để lên báo cáo tài chính đây, được chưa nào? Thì số liệu lấy ở trên bảng cân đối phát sinh tài khoản tổng hợp như sau: cái số đầu kỳ thì chúng ta lấy số đầu kỳ của báo cáo tài chính năm trước, được chưa nào? Còn số phát sinh trong kỳ thì đây có số phát sinh nợ và phát sinh có. Thì số phát sinh nợ ở đây là tôi dùng hàm sum if. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ thắc mắc là có tài khoản nợ đến A9 thì là cột này rồi, đúng không nào? Và số tiền nữa, đúng không ạ? Thì đây chính là vùng điều kiện. Vùng điều kiện này thay vì tôi phải kéo thì tôi đặt tên miền thôi, được chưa nào? Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn về tài khoản nợ nhé. Tài khoản nợ là tôi đang lấy ở cột số 7 này, đúng không nào? Và số tiền tôi đang lấy ở cột số 9 này. Thế thì tôi đặt cái vùng điều kiện như nào, đúng không nào? Thì tôi hướng dẫn các bạn nhé. Ở đây mục file này tôi tích chuột phải vào và tôi chọn mục custom này nhé. Đây, được chưa nào? Tôi tích chuột trái vào. Ok chưa nào? Đến đây nó hiện ra là thành popular comment, đúng không nào? Tôi sẽ chọn là all comment nhé. Sau đó tôi sẽ đánh chữ D này, tôi đánh chữ D nhé để nó tìm. Thì tôi sẽ chọn đến cái mục là Define name này nhé. Đây, Define name này, được chưa nào? Và tôi tích vào S. Tôi tích S này nhé, cho nó chạy sang đây. Thì tôi đã tạo được cái biểu tượng này ở trên thanh công cụ này, rất là tiện. Chúng ta để ý đấy, ở đây không, là tôi đã tạo ra đây là xóa dòng này, xóa cột này, đây là merge cell này, đây là chèn thêm dòng này, đây là chèn thêm cột này, và đây là justify, được chưa nào? Đây là trang page setup để định dạng đây, đúng không nào? Thì tương tự như vậy thì các bạn tạo những cái biểu tượng này ở trên thanh test 3 để chúng ta thao tác cho nó nhanh, được chưa nào? Đây nhá, thì tôi sẽ vào mục define name này. Đấy, tôi chọn name manager, được chưa? Đó, thì đây là chính là cái vùng điều kiện mà tôi đã đặt, đúng không nào? Đây chính là vùng điều kiện mà tôi đã đặt. Thì tôi chỉ cho các bạn là tài khoản nợ nhé. Đây, tôi tích vào, chúng ta để ý này. Đấy, và tôi tích chuột vào đây nhé. Cái này là tôi đặt tên tài khoản nợ đây rồi, đúng không? Name là tài khoản nợ. Còn cái vùng điều kiện đấy bắt đầu là từ cột H này, đúng không nào? Kéo đến những cái dòng mà tôi kéo, được chưa nào? Đây, ví dụ như là đây là 1 triệu, đúng không nào? Và 544 dòng, được chưa nào? Thì đấy là tôi đặt vùng điều kiện, được chưa nào? Đó, thì các cái vùng điều kiện khác tôi cũng đặt toàn bộ là cái vùng điều kiện như vậy để tôi thực hiện trên Excel cho nó nhanh, được chưa nhé? Ok, chúng ta quay trở lại này, bảng cân đối phát sinh thì tài khoản có, tương tự tôi cũng làm như vậy, được chưa nào? Ở đây có số dư cuối kỳ thì tôi dùng hàm mắc nhé. Chúng ta đã biết là đối với tài sản thì có số dư là bên nợ, được chưa nào? Phần nguồn vốn thì có số dư bên có, và chúng ta cứ thực hiện dùng hàm mắc như thế này thì sẽ lấy được dữ liệu trên bảng cân đối phát sinh cho chúng ta, được chưa nào? Và bên dưới này là cột tổng cộng thì tôi dùng hàm sum để tôi cộng toàn bộ vào thôi, đúng chưa nào? Đây nhá, dùng hàm sum để tôi cộng vào thôi, đó, ok, được chưa? Đó, đó, rồi kéo ra là được, đúng không nào? Thì tương tự như vậy, đối với bảng cân đối phát sinh tài khoản chi tiết thì số đầu kỳ thì chúng ta cũng phải lấy ở trên bảng cân đối phát sinh chi tiết của năm trước, được chưa nào? Còn phát sinh chi tiết trong kỳ đấy thì ở đây là tôi sẽ lấy ở cột chi tiết nợ này các bạn nhé. Đối với phát sinh nợ thì tôi lấy chi tiết nợ này, và số tiền tôi cũng đặt vùng điều kiện như là bảng cân đối phát sinh tài khoản tổng hợp,
Tiếp theo này, trên bảng cân đối kế toán thì số liệu ở trên bảng cân đối kế toán này được lấy từ bảng cân đối phát sinh tài khoản tổng hợp các bạn nhé, được lấy từ bảng cân đối phát sinh tài khoản tổng hợp và được link tự động rồi. Thì bảng cân đối kế toán của chúng ta thì có cả tiếng Việt và tiếng Anh các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn sử dụng tiếng Anh thì chúng ta chỉ cần bung phần ẩn ra và chúng ta ẩn phần tiếng Việt đi thôi nhé, ẩn tiếng Việt đi. Và ở đây là tôi đánh là số 2 nhé, nếu mà muốn lấy tiếng Anh thì tôi lấy là số 2. Ok chưa nào? Thì đây đã chuyển sang tiếng Anh cho chúng ta. Và đây là tiếng Việt, tiếng Anh, nó là cái hàng VLOOKUP thôi các bạn ạ, không có gì cả, phần mềm này rất đơn giản. Đây là hàng VLOOKUP để chúng ta lấy thôi, được chưa nào? Thì đây là báo cáo tài chính theo thông tư 200. Thế còn chúng ta muốn lấy báo cáo tài chính theo thông tư 133 thì đây chính là báo cáo tài chính theo thông tư 133, được chưa nào? Ok, còn đến phần nập thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là nập báo cáo tài chính, được chưa? Tiếp theo là đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì đây là báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, được chưa nào? Ở đây tôi cũng sẽ xóa phần này đi để cho đến phần nập thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây là dữ liệu đã có. Đấy, đây là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cũng thiết lập công thức sẵn là được link số liệu tự động khi mà chúng ta điền mã vào, được chưa nào? Thì đến phần lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ được cái phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ này rất là nhanh, được chưa nào? Và tiếp theo là phần thuyết minh báo cáo tài chính. Thì thuyết minh báo cáo tài chính này cũng link số liệu tự động nhé, link số liệu tự động từ bảng cân đối phát sinh tài khoản chi tiết này, được chưa nào? Đó, chúng ta nhìn link số liệu tự động từ bảng cân đối phát sinh chi tiết, được chưa nào? Tiếp theo là đến sổ chi tiết tài khoản. Thì sổ chi tiết tài khoản này được link số liệu từ sổ nhật ký chung các bạn nhé, được link số liệu từ sổ nhật ký chung này, được chưa nào? Còn đây là các cái công thức thì các bạn có thể nhìn cái công thức này rất đơn giản thôi, nó chỉ có hàm if thôi, đúng không nào? Link số liệu từ sổ nhật ký chung đấy các bạn nhé, if và số liệu từ sổ nhật ký chung, được chưa nào? Đó, và sổ cái này cũng rất là đơn giản, được link số liệu từ sổ nhật ký chung, được chưa nào? Ok, và đây là phiếu thu được thiết lập sẵn rồi, được chưa nào? Đây là phiếu chi cũng được thiết lập sẵn rồi. Phiếu thu và phiếu chi thì được lấy số liệu từ sổ nhật ký chung các bạn nhé, được lấy dữ liệu từ sổ nhật ký chung. Tiếp theo này là đến phiếu kế toán thì cũng được lấy dữ liệu từ sổ nhật ký chung nhé, được lấy dữ liệu từ sổ nhật ký chung các bạn ạ. Và hai cái bảng phân bổ 242 và bảng phân bổ 241 thì tôi để luôn vào đây cho nó tiện theo dõi, được chưa nào? Và công thức phân bổ thì cũng đã được thiết lập rồi các bạn nhé. Tiếp đến là sổ hàng hóa. Thì sổ hàng hóa này chúng ta biết là khi mà chúng ta mua hàng hoặc là khi mà chúng ta bán hàng thì ngoài cái việc mà chúng ta sẽ hạch toán ở trên sổ nhật ký chung thì chúng ta phải hạch toán vào sổ chi tiết hàng hóa này. Và tiếp đến là bảng nhập xuất tồn đây. Thì số liệu ở bảng nhập xuất tồn này được lấy từ sổ hàng hóa nhé, được lấy từ sổ hàng hóa, đó là số liệu nhập xuất tồn. Phiếu nhập kho thì dữ liệu ở phiếu nhập kho được lấy từ sổ hàng hóa này các bạn nhé, được lấy từ sổ hàng hóa. Và sổ chi tiết vật tư cũng được lấy từ sổ hàng hóa, được chưa nào? Cũng được lấy từ sổ hàng hóa. Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé, tôi có giả sử như tôi có số dư đầu kỳ của tiền và chỉ có tiền và vốn thôi, đúng không? Tôi có số dư đầu kỳ đây là 1 tỷ chẳng hạn, được chưa nào? Đây là 1 tỷ và tương đương với nguồn vốn cũng là 1 tỷ đi, giả sử mới có như vậy, đầu kỳ chưa có gì phát sinh mà, đúng không nào? Giả sử thôi nhé, 1 tỷ các bạn ạ, 1 tỷ, được chưa nào? Thì các bạn để ý này, 1 tỷ thì bên này tôi cũng phải điền chi tiết vào đây là 1 tỷ, đúng không nào? Nó phải khớp nhau. Đó. Và đây 411 đúng không nào? Đây giả sử tôi đã điền rồi, 411 đây cũng là 1 tỷ. Ok chưa? Rồi. Thì chúng ta để ý này, bảng cân đối kế toán thì đã được link lên rồi. Đây cả số đầu kỳ và số cuối kỳ đây, đúng không nào? Nhá. Đấy, ok chưa nào? Và bảng báo cáo tài chính theo thông tư 133 cũng được link lên rồi. Đúng không nào? Ok. Rồi, giả sử bây giờ tôi hạch toán một hai nghiệp vụ nhá. Ví dụ như là ngày của tôi là ngày 01 tháng 01 năm 2019, đúng không nào? Và tôi đây là số hiệu là phiếu thu đi, 001, được chưa? Và ngày tôi để là cùng với ngày, đúng không ạ? Và đây tôi ghi là nhân viên là Vũ Thị Lan chẳng hạn, đúng không? Và tôi ghi ở đây là nộp tiền góp vốn chẳng hạn, đúng không? Thì chi tiết nợ của tôi là 1111, đúng không ạ? Và chi tiết có là 411, đây là Ngô Đình Hùng chẳng hạn, đúng không? Tôi đặt ký hiệu ở đây là 411 là tài khoản góp vốn, còn là Ngô Đình Hùng đây là tên, đây là mã chi tiết công nợ đây, đúng không nào? Tài khoản sổ cái, đúng không nào? Tài khoản sổ cái thì tôi cũng ghi là 111 và tài khoản có thì tôi ghi là 411, chỉ cần ba cái tự thôi. Và tôi ghi đây là 3 tỷ chẳng hạn, đúng không nào? Đấy, tôi ghi là 3 tỷ. Ok, thì chúng ta để ý này, chúng ta mở bảng cân đối phát sinh, chúng ta nhìn thấy đã link lên rồi, đúng không? Link tự động lên rồi, ok chưa nào? Đấy, đã link được tự động rồi. Và bảng cân đối phát sinh chi tiết này, các bạn thấy này,
đây đã được link rồi, đúng không nào? Đây là số liệu đấy, là đã được link 3 tỷ đây rồi. Tôi giả sử đây là không phải là ông Ngô Đình Hùng mà đây là ông Nguyễn Văn A chẳng hạn, ví dụ thế, thì đây là báo là sai 3 tỷ rồi, thì tôi lại phải thêm ở trên bảng của nó phát sinh này là 411, ví dụ là 411 của Nguyễn Văn A đi xem nào. Đấy, tôi ghi là Nguyễn Văn A và tôi chỉ việc kéo cái công thức này xuống thôi các bạn ạ, rất là đơn giản, tôi chỉ việc kéo công thức này xuống thôi. Thì các bạn để ý này, đây nhá, trên hệ thống là báo chuẩn rồi, đúng không nào? Đấy, trên cân đối phát sinh chi tiết cũng chuẩn rồi, báo cáo tài chính của chúng ta cũng chuẩn, đúng không nào? Đây là 4 tỷ đây, đúng không nào? Đấy, và muốn in một cái phiếu thu, đúng không nào? Đây, phiếu thu thì tôi chỉ cần ghi là phiếu thu số 001 thôi thì đã lên, đây là Vũ Thị Nam và nộp tiền góp vốn 3 tỷ, được chưa nào? Ok, thì tương tự như vậy mà có phiếu chi thì chúng ta cũng sẽ hạch toán phiếu chi, được chưa nào? Chỉ có một số cái lưu ý là đối với phần chúng ta mua hàng thì chúng ta phải hạch toán nghiệp vụ mua hàng ở trên sổ nhật ký chung, và chúng ta phải hạch toán chi tiết hóa đơn mua hàng trên sổ vật tư hàng hóa, được chưa nào? Thì khi đến phần hạch toán mua hàng thì các bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn. Và đối với phần mua tài sản cố định và mua công cụ dụng cụ thì chúng ta cũng có hai công việc phải làm, đó là chúng ta sẽ hạch toán ở trên sổ nhật ký chung và chúng ta sẽ phải khai báo ở trên bảng phân bổ 242 đối với công cụ dụng cụ, và chúng ta sẽ phải khai báo ở trên bảng khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định, được chưa nào? Thì trên đây là giới thiệu sơ bộ của tôi về phần mềm kế toán Excel cũng như là cách sử dụng phần mềm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.